quay trở lại với channel của mình. Ngay mai chúng ta lại quay trở lại với Blumbingo. Và đồng hành cùng với mình đó là Nutin. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái tựa game. Một tựa game có tên đó là Murder Mystery 2 các bạn ơi. Đấy, đại khái là Murder Mystery phiên bản thứ 2 các bạn nha. Thì đây, ngày hôm nay thì đơn giản thôi các bạn. Cái mini game này sẽ có cái nội dung đó là chúng ta sẽ phải đi tìm ra hai kẻ sát nhân ở trong đây. Đấy, còn lại là người sinh tồn các bạn. Người sinh tồn thì đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ phải đi gọi là làm nhiệm vụ tìm ra kẻ sát nhân. Đấy, kẻ sát nhân là chắc chắn là phải tiêu diệt hết tất cả người sinh tồn là giành chiến thắng các bạn. Đấy thì hiện tại là Noob Team chỉ có 5 người ở đây thôi. Chúng ta phải gọi là rủ đâu đó thêm 5 người lạ nữa. Đấy, 5 người lạ nữa vào đây để tham gia mini game này cùng bọn mình các bạn nha. Thế này, chắc là bọn mình sẽ gọi là đây, đi mời tất cả mọi người vào đây chơi cái đã. A few moments later. Đấy, ok rồi các bạn ơi, đã bắt đầu trận đấu rồi. Đại khái là ui dồi, ai là sát thủ đây? Noob Team à quên mất em cái này. Em không biết cái này có hỏi đâu nhỉ. Nhớ rằng là khi nào gọi là họp thì mới nói chuyện nha. Trời ơi, ui. Tính ra là hình như là toàn fan Noob Team cái gì đấy, núp nam nhất các thứ này, trời ơi, núp gót này, ủa ơi. Đấy các bạn thấy không, chỉ cần đặt tên gọi là núp cộng cái tên của các bạn thôi là auto là biết đâu chúng ta có thể được quay clip cùng nhau đúng không? Đúng, rồi, rồi đây, nói chung là cái mini game rất đơn giản thôi, là chúng ta sẽ phải đi làm những cái nhiệm vụ này. Đấy, chúng ta phải đi sửa những các thứ này, mình là gọi là đấy, mình không phải ghé rất mua em bạn ạ. Ngoài, ui dồi ôi, thôi đi cùng nhau các bạn ơi. Ngoài này, ui sợ rồi, nhớ nha, nếu không được nói chuyện nha. Ôi anh đi cùng nhau, mình đi cùng nhau, trời có gì đâu, mình đi cùng nhau, mình sẽ nói không nói là mình đi cùng ai các bạn đấy, bởi vì tránh trường hợp ấy nên kia sẽ phát hiện. Uầy, tính ra đã làm được nhiệm vụ đó được 21% rồi này, hình như là kẻ sát nhân ở đây nó hơi hiền nha. Uầy, hơi hiền bạn ơi. Đấy, kẻ sát nhân phải đi tiêu diệt người sinh tồn các bạn đấy, còn mình là phải đi làm những cái nhiệm vụ này, có cứ dấu chấm than ở đâu là auto đi làm các bạn đấy, chỉ cần vào đây sửa bạn dễ, tính ra game này dễ thật bạn, không cần đòi hỏi gì luôn. Đấy, trời ơi. À, mấy thanh niên này có biết là mình quay clip mình thủ tiêu mình hay không ta, à, nguy hiểm quá. Uầy, 33% nhiệm vụ của các bạn đây. Đây mình sẽ đi qua bên này đi. Ok, đây trong này có nhiệm vụ. Ê, các bạn ơi vào đây hộ mình đi. Các bạn ơi hãy vào đây hộ mình đi. Ồ, sợ. Ê, à đây ba người thì không sợ các bạn ơi. Ba người thì không sợ. Đấy, hai người thì mình mới run thôi. Ba người thì chúng ta tự tin gọi là nhưng mà có thể là thôi xong rồi, xong ông này rồi. Lộ liễu quá thật luôn chứ. Bây giờ nhỉ? Phát hiện anh em ơi, tử nhà đấy. Hồi nãy giờ em đi chung với anh Niên Kiên này là không có chuyện gì xảy ra luôn. Số 7. Ui giời ơi, số 7. Núp nam phải không ta? Chúng ta hay là nút nhầm nhỉ, chết dở rồi. Chết dở rồi, nó vút rồi nha. Nút nhầm. Ok, không vút nhầm rồi nha. Chết dở rồi, fan khủng chết dở. Mình cũng run bạn vút sai một cái luôn, fan chửi mình chết. Số 5, ok. Số 5 chết queo. Ôi giời. Ngất luôn rồi. Ơ số 5 là Vanh à? Ơ. Vanh đi. Ôi giời ơi. Không lên tiếng luôn rồi. Chắc chắn là số 7. Vốt số 7 đấy. Vốt số 7. Bỏ phiếu số 7. Ok bạn ơi. Thôi. Cái này vốt. Không nhưng mà mình thấy số 7 chạy ra mà. Nhờ. Rồi mình thấy số 7 chạy ra mà phải không ta? Ai? Thôi mày đừng có quét. Để mình sẽ chat ra. Rõ ràng là anh thấy cái bạn núp nam 36 idol giết xong bỏ chạy mà phải không? Trời ơi, chúng chính xác là anh thấy mà. Đấy, các bạn thấy không? Ui, game này có tính năng ghi âm luôn bạn. Úi giời ơi, nhưng mà thôi, vốt rồi, ghi âm gì nữa. Trời, tin anh núp đúng rồi, phải tin. Chứ tầm này không tin là không được các bạn ơi. Đúng rồi, chỉ có chí nhắn mà. Thứ bạn đấy thôi. Okay. Đấy. Số 6 anh, đúng rồi, số 6. Sợ là núp giết, núp tô cám à, không phải núp giết, trời ơi. Không biết chắc nha, thầy. Phải. Chết dở rồi. Bây giờ sai rồi. Các bạn chửi mình không ta? Phải không ta? Ở đấy, đấy. Đúng rồi. Uy tín được. Không bao giờ đi hại nhau. Ok, uy tín. Mà lỡ gì cũng có cố tình hại nhau sao ta? Uy tín. Đi làm nhiệm vụ đây anh em. Ok, 41 rồi, xong rồi. Này, thấy không? Tôi tìm ra cái bạn kia, vẫn kia còn hỏi chấm, giả vỡ, giả vịt. Này, luôn chứ, xét về cái độ gọi là, độ cáo già này, tôi là tôi nhất nhùy rồi, tuổi dề. Ơ kìa, sao không có nhiệm vụ đây nhỉ? Cái này, ai khóa cửa ta? Ô, oxy, hết oxy. Đi sửa oxy, quên mất. Ok, đấy. Nói chung là kẻ giết người ấy sẽ đi phá đám những cái gọi là máy móc biết các thứ đấy, ví như oxy các thứ chúng ta phải sửa các bạn ơi. Trong vòng gọi là hình như là đâu đó 1 phút không sửa tao ấy là sẽ bị nguyền củ tỏi hết cả đống đấy. Ngòm củ tỏi hết đấy. Ok, đây một bên này sửa này, thế còn bên này nữa. Đúng nhờ,
À, tôi sợ tôi đi. Ui ơi, giật cả mình. À, để anh em ơi. À, chạy cứ vòng vòng nãy giờ nha, chạy vòng vòng nãy giờ nha. Ui, đâu ta? Cái này đi một vòng. Ui sợ quá, tôi bị thủ tiệm. À không, đông. Trời ơi. Ồ, đông này thủ tiệm. Xem bản đồ. Đây, đây. Ok bạn ơi, đấy không sao. Tính ra cái này game này dễ lắm mà đúng không bạn ơi, chúng ta không cần phải gì khó đâu. Bình thường là mấy cái mini game khác là chúng ta sẽ phải gọi là làm mấy cái nhiệm vụ xếp với các thứ này, chỉ ấn vào một cái rồi sửa luôn bạn. Làm nhiệm vụ nhanh là chúng ta sẽ thắng nhanh các bạn. Đỡ phải cần tìm ra. Mình là những thủy thủ. Đấy, còn bên kia là những sát thủ. Ui, ông này có uy tín không đây? Ông này là đặt tên là cũng là núp. Không biết uy tín được không? Tí ra bẻ cổ mất tích. Ui, cái gì đây? Ê! Vừa bay như chim nhờ, nguy hiểm thật đấy. Chết rồi, mất điện rồi. Phải ông ta hay bị lag nhờ? Thôi, đi sửa đã. Chết rồi, mất điện rồi. Cứu Mia, cứu tôi với. À đây, và bên này bạn ơi, chắc là không ai xử mình đâu. Trời ơi, đừng có xử tôi nha, đừng có bẻ chân, bẻ tay, tôi sợ lắm. Ồ, đây, hết rồi. À, ok, thôi lại đi làm nhiệm vụ tiếp. Trời ơi, lỡ sợ gì. Bây giờ chưa thấy ai hành động bạn, Ê, kẻ giết người này hơi non, chắc là không phải nút tim rồi. Tôi nghĩ là không phải nút tim, mà nút tim gì không ai non thế này đâu. Giết nhau mà, ok bạn ơi, mình không được nói tên bạn. Đây, rồi chúng ta cứ đi thôi. Không nhỉ. Ồ đây rồi, mình làm xong nhiệm vụ này rồi. Ui, 80% rồi. Có thể kẻ giết người hơi non các bạn, hơi yếu. Chứ 82% rồi. Đúng, làm xong hết nhiệm vụ rồi đấy bạn. Đấy, bây giờ là hoàn thành xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi theo người khác các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giám sát người khác xem là có ai bị trừ khử không ta. Nãy giờ thấy, không thấy. Ui ôi. Ui dồi ôi. Trời ơi, sao lúc tìm đã bị thử thêm khang rồi. Hỏng ôi, chết quá rồi. Xong rồi đi bụi rồi với ai ta. Ui, tính ra là sao nào, bạn Parin set cũng bị là tôi mới thấy cái gì số. Mấy ta, số mấy ta? 9 à? 9. Số đâu? 9 à? Số 9 à? Kiên, không kiên tin Zeno này, tại vì Zeno nãy sửa là lên đấy đấy, lên phần trăm. Nhưng mà 9 à? Nhưng mà Zeno không thích kiên sửa nhỉ? Có sửa. 9 à? Chứ ai ta? Ai? Tôi lại thấy, không phải tôi lại thấy. Tôi thấy là cái gì? À, bạn đấy thấy các bạn ơi. Lại số 2. Số 2 không phải số 9 rồi. Zeno à? Đổi cho Zeno thế nào nhỉ? Đổi cho Zeno là thế nào nhỉ? Chết rồi. Ôi giời ơi. Này à, Zeno biết số 9 rồi đấy. Nếu mà vote không phải số 2. Nếu mà không phải số thế nào? Ok, bây giờ vote số 9 đi. Nếu mà không phải số 9 là chỉ có Zeno rồi. Ok, bây giờ chúng ta vote số 9 đi để ẩn dạ. Đổ tội cho Zeno thế là đúng rồi. Ok, vote bỏ phiếu số 9 rồi nha. Để lúc gọi là phải voi chat lên thông báo công cáo. Này mọi người, nếu mà không phải số 9 thì vote Zeno nhá, vote số 2 nhá. Đấy, mày em chết rồi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, nếu không phải em, anh xin lỗi thật sự luôn, anh khó xử quá. Nếu mà em đang coi cái clip này em đừng chửi anh nha. Anh có biết gì đâu. Bây giờ các bạn số 9 mọi người ơi đấy, bây giờ anh có hai chiều dư luận. Bây giờ ok à, sao em lại vote anh là thế nào nhỉ? Ôi bạn ơi. Đấy. Yeah. Rồi, ôi lại lừa ai chứ thật chứ. À lúc trước mới vào vừa mà sửa quá. Anh biết luôn. Rồi. Sao Vanh lại yếu thế nhỉ, bị fan đá đít ra khỏi tuyển nào không hay à. Rồi ok, tiếp tục. Ôi giời ơi. Nào. Sợ thế nhỉ? Nói chúng ta lại đi làm nhiệm vụ bạn đây. Ui, sợ. Nói chung là mấy thanh niên này còn làm non, phải để nút tim làm gọi là sát thủ đi thì nó mới đáng sợ bạn, chứ còn này hơi non bạn. Phải biết phòng này cứ bị khóa rồi bạn ơi. Ồ, cái này không có. Đấy, thôi cứ đi cùng nhau bạn ơi. Đi cùng nhau uy tín là lo cái gì. Làm nhiệm vụ bạn ơi. Ui. Ủa thế vừa lấy Vanh ngỏm, Vanh có làm được nhiệm vụ không? Chắc vẫn làm được phải không? Vừa làm xong một cái nhiệm vụ ngỏm luôn. Không, ý là ngỏm thì chắc là vẫn là đi làm được hồn ma, đi làm nhiệm vụ này. À thế à, ủa thế thì Núp cũng sẵn sàng. Đó là hồn ma. Núp sẵn sàng giết Vanh nhỉ. Không, thôi, tập trung làm nhiệm vụ này, không có nói nhé. Ủa, lộ hết thông tin. Nhà đi sửa cái kia hiển thị lên wifi là cái gì ta? Đấy là bị hỏng à, hỏng gì đấy? Ok, cho mấy người sửa đi. Mình gọi là ui, ngoài không gian đấy bạn ơi. Chưa thấy ai luôn, chưa thấy ai bị làm sao luôn. 44% rồi.
Có vẻ là sát thủ ở trong cái thuyền này nó hơi lon nhở? Hơi lon đó bạn ạ. Ôi trời ơi, sao hai ông nằm ở đây ta? Không số 4 rồi. Ok à. Rồi xong. Không phải banh nhá, không phải banh nhá. Chưa gì banh. Gì đấy? Chưa gì banh nó bảo là sao? Sao chưa gì banh, không phải banh là thế nào nhỉ? Thì không phải banh còn gì nữa. Không. Là sao? Đây không, bây giờ số 4 à. Lúc đấy số 4 là đứng kia. Nãy giờ là em đi theo với anh Niên Kiên nè, là em với anh Niên Kiên là có sửa máy này. Đúng rồi, thế là Vanh. Thế là đi ra chỗ rửa máy. Đang nghỉ Vanh nhá. Không có bạn kia à. Bạn kia bảo em theo anh Vanh từ nãy giờ mà. Có bạn ấy đi cùng mà. Có nhở? Không. Tôi đang thấy Thanh Niên Kiên và Thanh Niên Khang đang bảo vệ nhau. Trong khi đó là Thanh Niên Khang. Bây giờ là cho nút dưới em trước luôn. Chắc chắn luôn mà, nếu không phải em thì chắc chắn không phải Niên Kiên rồi. Khó thế nhở? Không phải. Bởi vì là trong đấy có hai mạng thì kêu bạn. Thì đi theo Vanh. Nhờ đâu Princess lại mới Vanh làm một. Hiện tại này núp còn phơm luôn này. Có bạn núp không giết anh. Có bạn núp gót này và bạn núp hùng này. Đúng rồi, đặt tên núp là ba bạn, là hai bạn đấy là auto là uy tín rồi. Bây giờ chỉ còn loại ra là bạn loại ra là 2, 3, 5, 8 đấy. Thì bây giờ là tính như nào? Cái gì? Bà Thanh Niên Kiên với lẽ là số 4 là thanh niên đứng cạnh hai cái xác mà không tố cáo. Đúng. Đâu, Kiên đi với cả Khang vẫn sửa máy mà. Sửa máy sao lại đứng đây? Ông hồi nãy là em đi một đoạn Thanh Niên Kiên rồi. Vô kia đã. Không, mọi người không có bị ra. Bỏ về số 4 đi. Không. Thanh niên cuốn cuồng lên này. Ôi chết giá rồi. Ủa, sao Kiên vào đây đứng dậy xuống rồi. Em với anh Niên Kiên đi chung mà thề. Tôi nghĩ rằng có gì đó ở sai sai ở đây. Tôi vẫn nghĩ là Niên Khang bạn ơi. Thôi từ đã không. Mình núp hùng mà bạn kia BMG kia là đúng thế này. Tại sao Kiên lúc đấy lại không tố cáo à? Chứ anh Kiên này non mất cãi. Thanh niên đứng nhá, đứng đấy không cái điều vô lý đó là thanh niên. Thôi kệ ông Hà Ba này, việc gì qua rồi cho qua đấy. Mình có gọi là thân cậy bảo vệ rồi, không lo ai tiêu diệt được mình rồi. Vanh nhà núp thấy đi cùng Vanh nhá. Đi ok bạn này. À đây rồi. Con dài này. Con dài nguy hiểm quá nhỉ. Con dài này. Thôi chúng ta cứ bình tĩnh rồi. Thôi trận này tỷ lệ thắng 9%. Tôi tuyên bố trước đến như thế là vì sao? Bởi vì là mình đã làm xong nhiệm vụ rồi. Giờ này thì nhưng mà hai thanh niên này không làm nhiệm vụ à? Đâu đi nào. Đây ok đi. Hình như thanh niên này đang gọi mình đi làm nhiệm vụ canh hộ này. Đấy, ôi uy tín luôn đi chứ. Tôi nghe đây. Đi cứ đi theo bạn này. Sai nha. Hay là có người ngỏ với ta? Cũng phải lên vài bạn không ta? Ê tắt điện đâu à? Ê sửa điện đã. Ui sửa điện ở đâu ta? Trời ơi, tối hôm nay sửa điện đâu ta? Ok này. Nãy giờ nguy hiểm thế nhở? Chưa. Trời ơi, phải đi tìm xác rồi, như là có người ngỏm rồi các bạn ơi. Tôi nghi nha, tôi nghi lắm nha. Vào trong này không có. Không có ai các bạn ơi. Tôi nghi lắm nha. Phải ấn chuông đã, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, sợ quá. Vài ấn chuông gấp. Ok, triệu tập hội nghị đã. Này, rồi, đâu xem là có ai sống được chết. Ui giời ơi. Nãy giờ Zeno đi núp suốt. Chết dở rồi, Vanh đi và Vanh luôn thế này. Vanh. Chết rồi. Thôi, không, con Zeno thấy là có bạn X. Không, núp không tin Zeno. Núp không tin Zeno. Zeno đi với núp từ nãy đến giờ không, nha. Nhưng mà Zeno đi với núp không có nghĩa rằng là khi Zeno gặp Vanh, Zeno giết đấy đúng không? Bây giờ núp sẽ gọi là vote thầy là vote sao nào vote thanh niên X và Red Set à? Không phải ta. Anh như này Zeno thấy đi cùng núp suốt nha. Không, núp chỉ tin mỗi thanh niên núp hùng với núp gót thôi. Trời ơi khó quá các bạn ơi. Sao nào? Chết giờ rồi. Hoặc là nếu mà núp
Nếu mà giết cái anh nhân Express set này tí nữa mà không đúng thì vote Zeno. Zeno tự tin là rồi, ok vì rồi, mọi người vote số 8 nha, xin lỗi bạn nha. Ok, bây giờ mình chỉ tin tưởng cái kia, nếu mà không thì tôi tin tưởng sai à. Số 8 à, số 8 đi, số 8, số 8, số 8 đi. Nope. Số 8 không phải em ạ, à. Chết sợ rồi, xong nghe lòng thương hại đấy, sao cứ không phải em, số tiền thương hại ấy, khó quá. Không, nhưng mà hai bạn không, anh. Hai bạn kia đi cùng mình nãy giờ mà. Mình từ đầu tưởng vanh cơ, nếu mà mình ấy thì ấy. Ờ thì Zeno đỉnh lúc nãy giờ thầy. À thì phải, phải mà. Phải không ta? Úi giời ơi. Chết dở rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, hai con giày. Tất nhiên Zeno nhanh thật, anh cũng đi cùng núp mà. Ôi giời ơi. Không sao, núp thanh niên, cái thanh niên fan kia đi nãy giờ cùng núp mà không đi, không đi ra tay nào. Thằng thanh niên là mấy thanh niên ra tay ác nhanh thế mà. Fan quá mà. Cuối cùng khoan nó bẻ từng thanh niên một thôi. Chơi thế thôi bạn, chơi thế thôi. Chúng ta đã mất niềm tin vào cuộc sống rồi các bạn ơi. Phan Phủ này không, thanh niên đấy không tiêu diệt mình đấy, anh lấy lòng tin của mình à, khổ quá thôi, chơi thế thôi các bạn ơi. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái game đó là Murder Mystery phiên bản thứ 2 rồi các bạn. Đấy, nếu bạn muốn tham gia thì có thể là vào Blog Mango tham gia cái mini game này nha. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và đừng quên là quay kênh của tất cả người trong lúc tìm, ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.